Mở đầu phim là cảnh hai con quái vật ba đầu đang nô đùa vui vẻ với nhau, nhìn oánh nhau suốt đầu mày chán vậy thôi chứ họ yêu thương nhau lắm. Một người nói rằng tuần trước cô ta đã cùng bạn trai xem một bộ phim gì đó liên quan tới những hình tròn đen tối và nhận được lời đe dọa sẽ bị giết sau 7 ngày. Cả hai liền có chút lo lắng trong lòng. Khi cô gái còn lại đang nghe điện thoại thì đèn bỗng dưng vụt tắt. Cô gọi người bạn nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Bước lên cầu thang thì thấy hành lang toàn nước. Cô tiến tới mở cửa vào phòng thì thấy bạn mình đang ngồi im. Nhưng ngay khi quay ghế lại thì bạn mình đã thành một cái xác như vừa chết đuối. Cậu có khỏe không? Ừ, chắc tao khỏe lắm. Lúc này TV bỗng chiếu một thước phim kinh dị khiến cô gái hoảng sợ hét lớn. Hôm sau tại một trang trại cách thủ đô nước Mỹ 20 dặm, Tom đang ngủ trong nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh của con gái. Bật dậy thì đờ mờ thằng nào chế ra cái đèn ngủ này. Chạy ra ngoài thì nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Một con chó chiến binh được một con chó kéo qua một con chó đang lái đầu kéo. Trong khi đó ba con chó khác lại đang phê cần nhìn theo. Chạy vào vườn ngô theo tiếng hét của con gái họ phát hiện một thứ gì đó đã phá hủy khu vườn và để lại lời nhắn. Tao sẽ tấn công nơi này. Lúc này Cindy đã trở thành một phát thanh viên cho đài truyền hình. Cô đang tường thuật lại vụ việc xảy ra tại trang trại của Tom. Linh cảm có điều gì đó rất kỳ lạ nên cô muốn sếp cho mình tới đó để tìm hiểu. Nhưng ông sếp không cho vì đài truyền hình này chuyên làm phóng sự về quái vật ba đầu và 69 tư thế chơi xếp hình. Simon là em trai của Tom. Anh ấy thích nhạc rap và không muốn sống một cuộc sống tẻ nhạt ở đây nên quyết định đi thi rap Mỹ để đổi đời. Tom khuyên em mình từ bỏ vì cậu trước giờ có làm được cái gì ra hồn đâu. Tôi sẽ chiến thắng cho anh thấy và rõ ràng anh đang ghét tôi chỉ vì tôi là người da đen phải không? Vừa nói xong liền bị cánh cửa xe buýt kẹp vào đầu. Còn Tom thì ngơ ngác không hiểu ra thằng em mình đen chỗ nào. Cindy tới trường đón cháu trai Kobe thì gặp lại được cô bạn thân Brenda đang làm giáo viên ở đây. Cindy nhìn thấy cháu mình đang vẽ những bức tranh kỳ lạ và tất cả đều xuất hiện hình tròn đen tăm tối. Lúc này Simon bước vào lớp để đón cháu gái. Vừa nhìn thấy trai đẹp là cái lò hư hỏng của Cindy muốn bừng cháy. Cô liền chạy tới nói chuyện với trai đẹp và được Simon mời tham dự buổi thi rap của anh vào tối ngày mai. Còn Kobe là một cậu bé mồ côi cha mẹ hiện giờ đang sống với Cindy. Cậu có thể nhìn thấy những linh hồn và đoán được tương lai gần. Người dì rất yêu thương và quan tâm cháu mình như chở cháu về mà bỏ quên cháu giữa đường. Lùi xe quay lại đón thì tông thẳng cháu bay xa cả chục mét. Đến giờ mà Kobe vẫn sống được đúng là điều kỳ diệu. Tôi đến cậu bé vẫn vẽ những bức hình kỳ lạ đó và nói rằng người cô bé tóc dài che mặt này sẽ đến thăm cậu vào tối nay. Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên khiến Cindy tí đái ra quần. Thì ra Cindy đã gọi cha xứ tới nhà trông hộ thằng cháu để cô có thời gian đi xem Simon thì đọc rap. Brenda cảm thấy sợ hãi thứ gì đó và muốn Cindy tối nay tới nhà mình ngủ cùng. Cindy liền đồng ý rồi cả hai vào trong xem cuộc thi. Đây là một cuộc thi rap đối kháng 1-1. Hai người trên sân khấu sẽ phải đít nhau và ai đít hay nhất sẽ giành chiến thắng. Simon sẽ phải thi đấu với một đối thủ nặng ký đang là đương kim quán quân mùa trước. Nghe thấy màn đít khá chất của đối thủ, Simon có chút lo lắng và muốn rút lui. Nhưng khi nhìn thấy Cindy đang ở dưới anh lập tức lấy lại tinh thần và đít bỏ mẹ thằng đầu khóc bên cạnh. Kết quả Simon giành chiến thắng nhưng cách anh ăn mừng khiến khán giả chết lặng. Họ túm lấy anh rồi ném một phát bay ra khỏi cửa sổ. Trở về nhà, Brenda nói rằng mình đã xem cuộn băng vòng tròn kinh dị kia. Ngay sau đó có một cuộc gọi dọa giết mình sau 7 ngày và hôm nay là ngày cuối cùng. Cindy tỏ ra lo lắng khi người bạn bất ngờ chảy máu mũi rồi tỏ vẻ đau đớn khổ sở nhưng đó chỉ là một trò đùa của cô ấy. Đột nhiên toàn thân Brenda co giật như bị giật kinh phong và đó cũng là một trò hù dọa đến từ vị trí của cô nàng da đen. Khi Brenda bước vào trong phòng thì TV tự động mở, kể cả rút dây nguồn ra thì nó vẫn chiếu đoạn video kinh dị lên. Brenda gọi người bạn vào nhưng Cindy nghĩ rằng Brenda đang lừa mình nên bỏ qua. Trong màn hình lúc này một con ma từ từ bước ra, nó ghé đầu qua một bên làm nước chảy ướt hết sàn nhà. Tức giận vì sàn nhà mới được lau hồi chiều nên Brenda đứng dậy đấm nó nổ đom đóm mắt. Nhìn con ma bị quần tới quần lui mà tội nghiệp thay cho nó, nhưng ngay sau đó nó lấy lại được khả năng chiến đấu và đánh gục Brenda. Khi Cindy bước vào thì đã quá muộn rồi. Hôm sau Simon và anh trai nghe tin cô giáo của Su đã qua đời. Để cháu mình không hoảng loạn thì Simon sẽ đích thân nói chuyện với cô bé. Su à, cô giáo của con vừa mới chết như cái cách mà ta đã cán chết con chó của con vậy. Nhìn mặt hai chú cháu vậy thôi chứ họ bình tĩnh muốn ỉa ra cả quần rồi. Tom bước ra ngoài gặp một thanh niên vừa hút lá đu đủ xong. Anh nhớ lại cái đêm kinh hoàng mà vợ mình bị tai nạn. Lúc đó cô ấy bị chiếc xe của thanh niên phê cần này lái tông vào người. Trước lúc chết người vợ đã dặn dò anh không được lấy thêm người khác. Tom xúc động liền đồng ý. Anh hãy hứa với em là không đóng gạch con nào khác. Em nói gì anh nghe không rõ. Anh nghĩ em nên yên nghỉ đi, đừng cố gắng trong sự đau đớn nữa. Cindy nghĩ về đoạn video mà Brenda nhắc tới nên tò mò xem thử. Một hình tròn như nhật thực hiện lên. Tiếp theo là một người phụ nữ đang trải lông nách và sau đó là vô số hình ảnh kinh dị khác. Ngay khi đoạn video kết thúc thì điện thoại bỗng vang lên. Đầu dây bên kia nói là 7 ngày sau nó sẽ tìm tới và giết cô. Nhưng trong 7 ngày có một ngày lễ thánh, tôi có được cộng thêm một ngày không? Cái con bích này mày còn dám trả treo với tao à?
Simon cùng hai người bạn Chí Cốt đang lái xe đi phá làng phá xóm thì nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Cindy. Ngay lập tức anh quay xe tới nhà người đẹp để hỏi thăm tình hình. Cô kể lại hết những chuyện vừa rồi cho mọi người nghe nhưng chỉ có mỗi anh da đen đội mũ tin và nói Cindy hãy tới nhà cô của anh ta để nhờ giúp đỡ. Trước khi đi, Cindy nhờ Simon chăm sóc cậu bé Kobe giúp mình. Cậu nhóc có vẻ rất hào hứng mà quên đi khả năng đoán trước tương lai của mình. Vì ngay sau đó cậu được Simon ném quả bóng ngã sấp mặt, đã vậy còn bị anh ta bế lên trúng ngay cái quạt trần và bị chém văng ra ngoài cửa sổ. Mặc dù vậy, cậu bé nhìn chung vẫn còn rất ổn. Cindy tới nhà của người phụ nữ tiên tri, bà ấy có năng lực siêu phàm và đoán được người Cindy tới đây với mục đích gì. Để tìm hiểu kỹ về chuyện cô đang gặp phải, họ đã cùng nhau xem đoạn video đó và phát hiện hình ảnh của một ngọn hải đăng bí ẩn. Thấy một con ruồi đang đậu trên mũi người phụ nữ, nhà tiên tri đã cầm cây đập mũi đập thẳng vào. Không ngờ người phụ nữ bên trong có phản ứng và đánh lại. Tức giận, nhà tiên tri lôi đầu ả ta ra rồi trái phải liên tục, sau đó một phát đấm khiến ả gục ngã. May mắn là người chồng đã cản lại kịp thời, không thì con ma nữ kia bay màu rồi. Trở về nhà, Cindy phát hiện cháu mình đang xem đoạn băng kinh dị đó. Cindy nói chuyện này có liên quan tới việc trang trại của gia đình Simon nhưng anh ấy không tin rồi bỏ đi. Khuya hôm đó, Tom nghe thấy tiếng động kỳ lạ liền tới phòng con gái kiểm tra. Trước mắt anh là cảnh tượng con mình đang trùm kín người bằng tấm vải trắng và chơi đùa cùng những con rối. Tom từng là một linh mục nên không sợ chuyện này. Anh mở tấm khăn trùm ra thì phát hiện đó là Michael Jackson. Hai người bắt đầu lao vào giao chiến. Tom có chút yếu thế hơn khi đối thủ đánh theo điệu nhảy nhưng anh đã lấy lại được thế trận và khiến hắn rơi ra ngoài cửa sổ. Sau khi chạy xuống dưới kiểm tra, anh phát hiện bộ đồ hóa trang của kẻ đột nhập vừa rồi và hắn đang đi vào trong vườn ngô. Simon giờ mới nhận ra là Cindy đã nói đúng. Vì chuyện này có thể ảnh hưởng tới sinh mạng của toàn thể người dân Mỹ nên Cindy đã tới đài truyền hình và viết cảnh báo nguy hiểm cho phát thanh viên đọc. Tổng thống cũng đọc được tin tức và cho rằng người ngoài hành tinh đang chuẩn bị xâm chiếm trái đất. Ông muốn tới gặp Cindy vì chỉ có cô ấy biết cách để dừng chuyện này lại. Lúc này Cindy đã điều tra ra vị trí của ngọn hải đăng trong video. Cô lập tức lái xe tới đó. Vừa vào trong thì phát hiện có hàng ngàn màn hình đang chiếu hình ảnh về mình. Tại đây cô được một người đàn ông kể sự thật về con ma trong video cho nghe. Trước đây vợ của ông ta không thể sinh con được nên họ đã nhận nuôi một bé gái. Con bé rất ngoan ngoãn khi làm lũ ngựa điên lên. Tiếp theo là giết một con chó và vô số điều bệnh hoạn khác. Chính vì sự dễ thương quá mức này mà vợ tôi dẫn nó tới trang trại cũ của gia đình và dìm nó xuống giếng. Sau đó bà ấy đã lưu những thước phim mà quỷ ấy lại. Tôi không muốn lan truyền nó ra nhưng vì tưởng đó là cuốn băng ca nhạc nên đã phát cho rất nhiều người xem. Còn việc người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất thì tôi không biết. Lúc này trên truyền hình cũng đưa tin về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh ở khắp nơi và cảnh báo mọi người hãy khóa kín cửa lại để tránh bị tấn công. Cindy về nhà thì không thấy Kobe đâu. Vào trong phòng thì nhìn thấy thông điệp của cậu bé nói rằng mình sẽ tới nông trại của Simon. Còn đài truyền hình thì vui vẻ thông báo họ sẽ chiếu đoạn video kinh dị cho cả nước xem cho đỡ buồn. Cindy vội chạy tới nông trại và tìm thấy cháu mình. Tất cả xuống tầng hầm để trú ẩn khỏi đợt tấn công của người ngoài hành tinh. Bất ngờ trên tầng có tiếng bước chân và ai đó đang cố mở cánh cửa tầng hầm. Tom liền chạy tới chặn cánh cửa thì đột nhiên đèn vụt tắt, một tiếng hét thất thanh vang lên. Đừng lo Su, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mà chú Simon hét chứ có phải con đâu. Lấy khúc cây chặn cửa nhanh lên. Tôi bảo là chặn cửa chứ không phải là đập dập hai trái trứng cút của tôi. Cindy nhìn thấy bóng người qua khe cửa nhưng cúi xuống nhìn thì không thấy gì. Cô lấy con dao để soi như một tấm gương. Bên kia là hai người ngoài hành tinh đang nói chuyện và chúng cũng soi ngược lại vào bên trong. Đây đúng là đám người ngoài hành tinh tà dâm nhất mà tôi từng thấy. Anh da đen tóc thắt bím chui vào bằng đường đổ than để giúp đỡ gia đình Simon. Cindy báo lại rằng đám người ngoài hành tinh đã bỏ đi. Ba người đàn ông liền cầm vũ khí xông ra ngoài tìm hiểu tình hình. Họ tiến về phía vườn ngô thì có hai người ngoài hành tinh theo phía sau. Bất ngờ tổng thống lái xe tới tông chết hai sinh vật tội nghiệp kia. Ngay sau đó là bốn chiếc phi thuyền xuất hiện khiến mọi người lo lắng. Chuyện gì khó đã có anh da đen đội mũ lo. Anh ta dẫn hai nhóm giang hồ mạng tới để giúp mọi người nhưng hai nhóm này lại xảy ra xích mích vì một thằng ất ơ nào đó đã dẫm lên đôi giày mới mua của nhóm khác. Và thế là hai bên cầm súng tiễn nhau về miền xa xăm. Những người còn lại thì bất lực nhìn không thốt lên lời. Ngay lúc họ không phòng vệ thì đột nhiên bị nhóm người ngoài hành tinh bắt lại. Anh tóc bím thoát ra được rồi cầm sảnh đánh bay đầu một tên. Đám còn lại hoảng sợ vội bỏ tay ra. Chúng nói rằng mình vô hại và tới trái đất để tìm một bé gái trong đoạn video kinh dị kia. Thì ra một tuần trước bọn chúng tưởng đó là đoạn băng ca nhạc lên xem và sau đó bị đe dọa giết chết. Để chủng tộc không bị tiêu diệt, chúng buộc phải tìm bé gái kia để trừ khử. Còn việc quàng cổ kia chỉ là lời chào xã giao. Thế còn tạm biệt sẽ như thế nào? Đúng là tạm biệt thật nhưng đó là tạm biệt luôn con chim non. Bên dưới tầng hầm, Cindy cảm thấy nơi này có gì đó rất quen thuộc. Cô giật mình nhận ra đây chính là nông trại trong đoạn video. Phía dưới sàn nhà chắc chắn ẩn chứa thứ gì đó nên cô lấy chiếc búa lên tính phá nhưng thằng cháu số nhỏ lại ăn ngay cái búa vào đầu. Sau khi nhấc sàn nhà lên thì bên dưới hiện ra cái giếng nơi cô bé kia bị dìm chết. Cindy cúi người xuống thì con ma ở ngay sau lưng cô ấy. Bất ngờ đèn vụt tắt khiến nó hoảng sợ.
Ngay khi đèn sáng lại, nó liền cầm cưa máy lên nhưng bất cẩn làm thanh gỗ rơi xuống lún cả sọ não. Thấy Cindy cầm xà beng tiến lại, nó nhanh chân bắt Kobe làm con tin. Simon chạy xuống cầm dù tính giải cứu cậu bé, nhưng Kobe thả bị con ma bắt hơn là được anh cứu. Cindy dùng những lời nói chân thành để khuyên con ma. Ta biết cháu là ai, và dù cháu có hơi giống xác chết trôi sông với hàm răng hơi xấu một tí thì cháu cũng cần một gia đình. Lời nói khiến con ma xúc động rơi nước mắt và hiện hình thành một cô bé dễ thương. Cảm ơn mọi người. Nhờ có tình yêu thương trong sáng mà lời nguyền đã bị xóa bỏ. Cháu hứa sẽ không bao giờ giết người nữa. Có cái lồng ấy, tao chỉ đang giỡn mặt với tụi khốn chúng mày thôi. Ngay khi nó cầm dao lên tính giết mọi người thì ngài tổng thống mở cửa vào, và thế là con ma cắm đầu xuống giếng. Sau đó Simon đóng miệng giếng lại để con ma không thể thoát ra ngoài nữa. Cuối phim, Simon và Cindy kết hôn với nhau. Cuối cùng thì cậu nhóc Kobe cũng có một gia đình mà cậu hằng mong ước. Họ lên xe hoa và cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Hình như thiếu cái gì thì phải, quay lưng lại thì bỏ mẹ rồi. Thằng cháu đang khốn khổ chạy đuổi theo chiếc xe. Kobe thở phào vì không bị lùi trúng, nhưng ngay sau đó cậu may mắn được chiếc xe khác tiễn đi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở tập phim tiếp theo.